Xin chào toàn thể anh em yêu audio trên toàn quốc. Hôm nay cửa hàng Audio Bãi An Giang chúng em tiếp tục giới thiệu đến một sản phẩm. Nó là một đôi loa Marang 7. Đôi loa này thì anh em cũng đã biết, dòng Marang này thì nó được sản xuất ở Mỹ. Marang Mỹ chứ không phải Nhật. Để cho anh em quan sát nội thất. Củ Mỹ nồi ha, củ đóng đồng tiền, củ rất là đẹp, rất là to luôn. Củ này to đấy, tắt máy á. Màn giấy, viền vải tẩm dầu. Cái bát này nó do nó có một cái đường cho nên là có đi làm một cái vết keo xử lý chỗ này ha. Đây anh em, do nó như vậy cho nên em quay cho anh em chi tiết cho anh em luôn. Nói chung em bán hàng có sao nó vậy em quay em nói hết cho dễ ha. Lo nguyên rin hết luôn á, thì sẵn rồi em tháo em cho anh em coi nó thắt luôn. Có tí xíu thôi ha, hai đường rất là nhỏ. Nội thất của cái lo này đây này anh em nè, cái chỗ này là cái chỗ cái vết ở trong đó, nó không có bị gì cho nghe anh em, không phải rách không phải gì đâu, nó bị sự sự lên vậy đó rồi nó đi keo lại cho nó cứng vậy thôi, không ảnh hưởng ha. Nhưng mấy chỗ này có nghe nhẹ vết này đây, cái lo bát rất là đẹp đây, không ảnh hưởng gì đâu. Đây nói chung lo nhìn không để ý không thấy đâu, không biết đâu, chung không nói thì không tháo ra thì anh em chắc cũng khó biết được. Dòng răng 7 này thì nó có hai dòng, một dòng màn bát màu xanh, màn mít này cũng màu xanh luôn, còn dòng này thì nó màu xám tro. Mít này thì nó cũng màu xám xám cho ha. Nếu mà bát xanh thì sẽ mít sẽ xanh, nó sẽ cùng đời với nhau. Nội thất của em nó này, bông tiêu âm các thứ, tụ mít tụ chép, có hai tinh chỉnh. Hai tinh chỉnh này thì anh thấy cái này sao mà nó xài cái loại vặn, cái này cũng tinh chỉnh của nó vặn, còn cái tinh chỉnh cái đời trước, cái đời mà bát xanh đó, thì nó sẽ xài hai cái cần gạt, nó sẽ không hay bằng nút chỉnh này đâu, tại vì nút chỉnh này mình chỉnh nó sẽ được hay hơn, chỉnh được nhiều hơn, còn cái cần gạt thì mình chỉ gạt lên gạt xuống cho nó ít nhiều cái là rồi, và mình không được chỉnh được cái độ chi tiết của nó. Cũng ví dụ như mình nhóng một tí xíu là mình nghe nó vừa, còn cái kia mình bật lên cái là nó nghe rất là lớn, hoặc là bật xuống nghe rất là nhỏ, nó khá khó chịu. Con này mình chỉnh được cái độ trung bình của nó. Rồi để em gắp và em test chất âm cho anh em xem ha. Và đây em xin tiếp tục video nha. Em tháo cái cần cho anh em xem nha. Em đang ghép với nó, cùng nó là con Amply Hackett AR29 AA29 nè, Amply Hackett AA29. Lo này thì thùng gỗ lạng đặng trên 20kg một thùng. Thank you.
Chép biển đỏ đặc trưng của dòng ma răng bảy. Các tiếng lo còn rất đẹp. Để bị giờ tí ha, không sao. Viền vải tắm dầu. Bát bằng giấy. Sân ga vắng không tàu. Chỗ này là có cái vết keo ở trong đây nè, anh em quay cỏ kỹ cho anh em xem nè. Rất khó thấy á. Anh em nhìn vào sẽ không thấy đâu, nhìn kỹ lắm mới thấy. Rất đẹp ha. Không cực đẹp. Mức giá cực kỳ hợp lý để anh em sở hữu một cặp loa ma răng 7 rất đẳng cấp. Chỉ 6.900.000 đồng thôi nha. Bass 30cm. Ship toàn quốc và không bao phí ship. Giá của con Hackit này em cũng sẽ bán với giá 7.200.000 đồng. Amly Hackit, Amly Mỹ. Công suất con Hackit này nó lên đến khoảng công suất nguồn nó là 300W đó anh em. Anh em xem ha. Con này thì còn đẹp tuyệt vời, nguyên zin. Nguyên bụi bãi. Hackit AA29. Con này thì nó có cái mặt gương ở phía trước, nó để như trang trí cho đẹp chứ không có phải là receiver ha. Motorola toàn thân đều là bằng nhôm hết, cực đẹp. Đây các ngõ vào của nó đây. Trăm 20V và 300W. Yeah.
tay nè, phía dưới nó đẹp xuất sắc luôn. Con này đẹp, rất đẹp. Vỏ gỗ zin luôn. Vỏ gỗ zin chứ không phải là đóng nha. Rồi em xin thân chào anh em, chúc anh em một ngày mới làm việc thật là vui vẻ. Xin cảm ơn anh em đã theo dõi video clip và anh em đăng ký để xem được những sản phẩm mới nhất của cửa hàng chúng em. Anh em nhớ subscribe để cửa hàng chúng em có nhiều động lực để làm nhiều clip hơn nha. Rồi xin cảm ơn toàn thể anh em.